Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 300 tốc cần của kiểu CBCC này mà. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot này bạn. Rồi, video đầu tiên các bạn follow Twitter nữa. Đâu gì ta? Tụi này Twitter đi phá à. Trên Twitter các bạn theo dõi nè, rồi bạn bắt đắp lên. Tiếp tục tweet tăng 3 người bạn vào. Các bạn like nha các bạn. Các bạn chân tweet tăng 3 người bạn lên vào các bạn. Sau đó bắt đắp lên nè. Rồi sau đó các bạn follow kênh tweet banner của nó nè. Sau đó các bạn tweet cái này gấp luôn nè. Like nè, tweet lên nè. Rồi bắt up lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn join kênh seller nè. Mạng yếu gì ta. Chắc kênh seller join xong bắt up lên nè. Join kênh group nè. Mạng yếu gì trời. Ok, mình đã limit 500 nè. Rồi các bạn join xào nữa các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên. Tiếp vô nút chat. Rồi bấm cho này rớp nha các bạn. Rồi bấm submit đi tên các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram mình để cho đợi rớp các bạn. Thì bạn nhấn vào anh cùng nè. Nhấn vào setting nè. Copy username mình. Để cộng anh 5 số 2. Một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó gần lên một profile Twitter mình nha các bạn. Thì nhìn Twitter nhấp vào anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Mạng lát mới chuyển mạng khác luôn. Rồi các bạn gỡ cho bột nè. Sau đó các bạn gỡ địa chỉ với BNB sẽ mất trên bếp 20 trên chút led mình nha các bạn. Để cho bột nè. Rồi các bạn kiểm tra có join kênh group, kênh seller, có subscribe, kênh tụi bấm đòn các bạn. Rồi bạn chờ một xíu. Rồi tiếp tục submit link tweet nè. Để coi tweet bài nào ta. Rồi tweet. Rồi các bạn chia sẻ các bài tweet dự án đi các bạn. Bài này hay bài này ta. Tweet bài nào các bạn. Thôi chia sẻ cái bài tweet của nó đi. Rồi mọi người cho bot nè. Sau đó thì các bạn bấm vào balance đi chết số cầm kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 300 token CBGC nè các bạn. Mọi người đến ghép chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây mới tốt. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.